là hai trong số những nàng wax đình đám của làng bóng đá Việt. Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My liên tục bị soi thái độ, thậm chí vướng nghi vấn không ưa nhau đến mức người trong cuộc phải lên tiếng. Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Chu Thanh Huyền, vợ Quang Hải và Doãn Hải My, vợ Đoàn Văn Hậu nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ và cư dân mạng thích hóng drama. Trong khi cặp chân sút đình đám thân thiết như anh em thì hai nàng wax lại không được như vậy. Khi livestream chốt đơn hậu đám cưới hoành tráng, bà xã tiền vệ gốc Đông Anh bất ngờ nhận được nhiều bình luận với cùng một nội dung là chị với chị Doãn Hải My có thân với nhau không. Đáp lại, hot girl Sơn Tây thẳng thắn chia sẻ góc nhìn của mình. Mọi người đừng hỏi có thân với người này người kia hay không. Quan điểm của Chu Thanh Huyền, em nói một câu ngắn gọn như này, kể cả những mối quan hệ thân xung quanh em cũng nói luôn. Chu Thanh Huyền luôn dừng ở một mức độ vừa đủ, không thân, cũng không lơ là. Nó chỉ nên dừng ở một mức độ vừa đủ thôi. Kể cả là bạn bè hay gì cũng biết điểm dừng ở một mức độ nào đấy, cô bày tỏ. Bà xã Quang Hải chia sẻ tiếp, bảo thân không biết như nào là thân. Thân là rút ruột rút gan ra kể cho nhau nghe những câu chuyện riêng tư à? Hay như nào? Không, quan điểm của em là như vậy. Nên không cần hỏi có thân hay không hay thân với người này người kia. Tất cả mối quan hệ xung quanh mình em sẽ dừng ở một mức độ nào đó chuẩn, cư xử mức chuẩn, không có cái gì gọi là phải thân hay ghen ghét, đố kỵ nhau. Chẳng có gì phải ghen ghét cả, em cũng có đầy đủ, hiện tại cũng đã đủ rồi, hài lòng với những gì mình có. Có cái gì phải ghen ghét, đố kỵ, không có chuyện đó đâu. Chốt lại vấn đề, nàng wax sinh năm 2000 khẳng định không muốn thân lắm, yêu lắm rồi đến lúc lại hụt hẫng. Mọi thứ nên biết cân bằng và nên biết đủ. Cứ hỏi chị có thân với người này người kia không, chẳng lẽ bảo là thân à, hoặc trả lời là không thân, cô nói. Sở dĩ, Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My liên tục nhận được sự chú ý của dân mạng là vì đều là vợ cầu thủ nổi tiếng cũng như luôn bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau. Trong các buổi tụ họp của vợ Văn Hậu và các nàng wax như Mai Tố Uyên, vợ Thành Trung và Mai Hà Trang, vợ Hà Đức Trinh lại không có sự góp mặt của Chu Thanh Huyền. Thêm vào đó, một khoảnh khắc biểu cảm lạ của hot girl Sơn Tây khi chụp ảnh cùng Hải My tại đám cưới ngày 28 tháng 3 càng khiến cả hai vướng tin đồn khó chịu với nhau. Tuy nhiên, trong tiệc cưới ngày 6 tháng 4 vừa qua, những lần chạm mặt của Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My đều diễn ra vô cùng thoải mái, đáng yêu khiến cư dân mạng đập tan nghi vấn. Điển hình như khi đang di chuyển vào khu vực tổ chức lễ cưới, bà xã Quang Hải đã chỉ vào đôi giày cao gót mà vợ Văn Hậu đang mang và nói: "Nè, 15 phân, trời ơi má ơi, tôi đi giày bệt nè." Còn Doãn Hải My thì che miệng cười ngượng ngùng. Lý do cô dâu so độ cao của giày vì cả hai đều đang mang thai và cần chú ý di chuyển cẩn thận. Hành động vừa trêu đùa vừa nhắc nhở tiểu thư Hà Thành của hot girl Sơn Tây khiến dân tình vô cùng thích thú và thi nhau để lại bình luận. Hải My với chị Huyền nói chuyện cười vui vậy mà người cứ đồn ác ý. Để Hải My với Thanh Huyền nói chuyện vui vẻ vậy mà cứ đưa tin chia cắt tình cảm của người ta thân thiết cười đùa như thế mà cứ đồn không ưa nhau. Ngoài ra, trong một video khác được ghi lại tại tiệc cưới, mẹ bầu Doãn Hải My còn rất nhiệt tình đứng tung hoa cho cô dâu Chu Thanh Huyền tiến vào sân khấu chính.